Với video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi cặp đôi Mutant kết hợp với lại con nhân vật mới anh em nhé. Còn Time thì đây. Hai con này thì sẽ chơi theo kiểu là lên level để nói chung là nó kiểu chơi theo kiểu upgrade level thôi. Một con thì tăng được 200% kinh nghiệm, của một con thì sẽ là lên level thì sẽ được tăng đam ngắn và đam dài anh em nhé. Và cái vũ khí mình sử dụng thì sẽ là một cái vũ khí của cái mod Exterminator, có thể tăng được phần trăm kinh nghiệm khi mà chúng ta giết đủ số lượng quái anh em nhé. Đam thì là đam ngắn này, Knight of Abaddon này. Và cái item mình lựa chọn đầu game chắc chắn là sẽ là những cái item mà nó có thể liên quan đến kinh nghiệm rồi. Đầu tiên thì chắc chắn nó sẽ là một cái item của cái mod GMO, đó là cái mod này đây, Crit đây, tăng 100% XP đây. Và mình sẽ nhặt thêm mình sẽ lấy thêm một cái item có thể hỗ trợ mình tăng máu nữa, đó chính là cái dạ dày. Cái này thì mình sẽ nhặt quả để tăng máu được, mỗi wave thì được 10 máu. Bởi vì nếu như mà lấy cái chơi hai con nhân vật này và lấy hai cái item mà tăng level kia thì mình sẽ lên level rất là nhiều. Cho nên là cái việc là lấy được cái dạ dày này để có thể hồi lại máu cho mình là khá là ok. Bởi vì con nhân vật mới kia thì khi mà lên level ấy, mình sẽ được cộng đam ngắn, đam dài, đam kỹ sư, đam nguyên tố các kiểu, nhưng mà máu của mình sẽ bị trừ đi là mỗi level là 2 máu. Cho nên là khá là khoai đấy. Giáp này, attack speed, giáp này, 3 máu, ok, một dao kinh nghiệm này, tiếp tục wave 2 này. Được của nó đấy. 9 máu à. Đam khá là ok bởi vì cái con nhân vật mới Abaddon Style kia thì nó sẽ không phải lo về việc đam, bởi vì đam nó sẽ được tăng từ cái việc của mình lên level rồi. Cái con này chỉ cần cân được máu với giáp thôi là ngon này. Hồi lại được máu với giáp là ngon. 6 máu này, 6 né tránh ok này, 6 máu nữa này, hợp lý luôn này. Ra một cái dao nữa đi. Ok, một dao nữa hợp lý, wave 3 này. Mình bỏ cái mod free zone đi rồi, cho nên là cái việc mà roll đồ ở trong shop nó sẽ không còn kiểu roll tràn lan như đợt trước nữa. Đợt trước thì mình cứ muốn roll bao nhiêu thì roll, không mất tiền. Còn bây giờ roll cũng đắn đo suy nghĩ vết đấy, bởi vì mình không được free như trước nữa. Bây giờ mà có những cái item như kiểu cộng 1 lần free zone hay là các thứ cộng 5 lần free zone ấy là cũng phải đắn đo để lấy đấy. Bởi vì cái đấy thì mình sẽ được free một lần. Roll đồ thơm ra phết, 8% đam à. Được. À con này cũng nhiều đam ra phết, vì nó không cần phải lấy đam lắm. Cái này thì chắc chắn là mình sẽ roll để mình lấy 9 máu rồi. Thêm một cái dao và thêm một cái attack speed thì nữa. Cái này lóc cái con dao cấp 2 lại và tiếp tục wave tiếp theo, wave 4. 2 cái item kia nó cộng thêm cho rằng những 200% XP thì lên level nó khá là nhiều đấy. Nhưng mà siêu kinh nghiệm luôn đấy, siêu level luôn. Đánh cái cây nhặt quả và anh em mình sẽ được cộng máu từ cái việc ăn quả nhá. Chỉ cần máu mình đầy, mình ăn quả là mình sẽ được cộng máu thôi. Ok, wave 20 wave 4 xong này. Cái này thì mình sẽ lấy roll đi. 4 giáp này, ngon thơm, 6 đam ngắn thơm nữa, 15 lắc thơm nữa này. Roll vẫn nữa thế nào, 15% attack speed đánh cho nhanh hơn. Một con dao xanh và wave tiếp theo, wave 5. Chần chừ làm gì, đánh nhanh thắng nhanh thôi. 200 đam rồi này. Cơ bản là mình lấy hai cái item cộng 100% kinh nghiệm kia là nó cũng tăng cho mình khá lượng đam rồi. Và nếu như mà quái càng chạy nhanh ấy, càng lấy tốc độ của quái thì mình sẽ càng tăng thêm đam. Nhưng mà quái sẽ chạy cực kỳ nhanh. Ê, wave 5 mà đánh được 90 đam với 200 bao nhiêu đam là biết rồi đấy các bạn. Mà chưa kể cái dao này nó lại còn là dao của hệ Precis, nó có cộng thêm chí mạng nữa. Thì bảo sao là cái đam của nó không to. Chỉ cần chí mạng lên một phát là 246 đam như thế kia thì đỡ cho nổi. Ok, level thì vẫn tăng. Cái này mình sẽ roll để lấy xem nào. 3 giáp cũng ok. Cái này roll lấy 3 hút máu để lấy 6 máu đi, được. Roll tiếp nào, một con dao xanh nữa, được đấy. 250 đồng cộng 1 giáp mỗi wave, ok. Tiếp tục wave 6. Chơi con này được cái là đam kỹ sư, kể cả đam kỹ sư, đam nguyên tố, rồi là
đam ngắn đam dài cái thứ là mình sẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Có khi được không cần phải lấy luôn ấy, thích lấy thì lấy thôi, chứ còn cái việc lên level của con hai con này khi kết hợp với nhau thì nó bổ trợ tăng đam rất là nhiều rồi, tất cả các loại đam luôn. Hai con này chơi với nhau thì đúng kiểu là chơi được hầu hết tất cả các loại đam luôn, không sót một cái loại đam nào ấy, từ đam ngắn đam dài đam nguyên tố đam kỹ sư rồi là chơi được hết luôn. Nó chỉ bị một cái là nó trừ máu khi mà chúng ta tăng level thôi. Nếu như mà chúng ta lấy được những cái item mà có thể bù máu được ấy thì ok, con này cũng gọi là hàng tốt đấy, không phải là đùa đâu. Là 10% attack speed này, lấy thêm 4 hồi máu này, thêm 9 máu này, đam thì cũng không cần phải lấy lắm, bởi vì đam nó khá là nhiều, 120% đam rồi. Một con dao xanh nữa này, phần bài này, dao xanh này, 17 này, 17 xem chúng ta có gì nào. Chúng ta có những cái con đẻ ra từ trứng, nếu như có thể anh em nên giết mấy quả trứng này đi ngay, tránh để cho nó nở ra mấy cái con to to, nó sẽ mấy con đấy nó sẽ trâu hơn và nó sẽ gây cho anh em kiểu kem góc khó chịu lắm. Nên là có thể giết thì anh em giết ngay và luôn, đập mấy quả trứng ấy đi, đừng để cho chúng nó đẻ. Đây, mấy quả trứng trên này này, giết ngay giết ngay, cắm cho nó cái dao vào mồm phát cho nó chết ngay, chỉ cần khoảng hơn 100 đam là ok. Đây trứng nữa này, hai quả này, mỗi quay hai quả luôn cậu. Bình thường quay 7 như này mà không có, không phải những cái con nhân vật mà nó tăng nhiều số lượng quá thì làm gì đến cái chuyện là quay 7 có hai quả trứng nhở, buồn cười đấy. Vẫn lên được 3 level, cái này bỏ, cái này thì mình sẽ lấy 4 hồi máu, cái này mình roll và lấy 15 attack speed, lấy 4 hút máu cộng 2 máu 5 đam, cái này lấy được, cái này lấy được. Cái này roll thêm một dao trắng nữa, trừ 2 đam tăng 10 attack speed, thêm một con dao trắng thì còn 3 con dao xanh lại và mua con dao trắng. Ok, quay 8 đây, toàn con to rồi này, bắt đầu toàn con to rồi này, bắt đầu toàn con khủng bố rồi đấy. 145 đam, 39 máu, nhưng chứ vẫn ok. Mình nghĩ là với cái lượng đam như này thì đánh quái được tốt, còn không biết là máu cái như thế kia thì có trụ được không thôi, chứ còn mình nghĩ là đam như thế kia là ổn rồi, đam không có gì mà chê cả. Trăm mấy chục phần trăm đam như kia thì đỡ là sao nổi. Rồi hai trăm sáu mươi đồng, 270 đồng, 280 đồng, lên được 300 đồng hả, 300 đồng luôn. Đánh cái cây cho rơi quả nào. Ok, 38 máu, roll phát cho nào, 12 vết tinh ok, 4 giáp ok, một cái kiếm điện à. Kiếm điện thực chất bây giờ là mình lấy cũng được đấy, nếu như mà lấy kiếm điện bây giờ thì đam sẽ cực kỳ ok đấy, chơi luôn. Nó đánh chậm hơn cái dao kia của mình một chút xíu thôi, 0.7 với 0.3, 0.4 với 0.7, nó cũng xem nhau đấy. Đánh cái dao đánh cái kiếm điện kia thì được cái là mình sẽ đánh lan ra được mấy cái con quái ở xa xa bằng những cái tia điện vàng kia, nó cũng khá là ngon, nhưng mà nó sẽ đánh chậm hơn, nó sẽ chém chậm hơn là những cái dao xanh kia. Cái dao xanh kia chém nhanh hơn và tăng được cả level kinh nghiệm cho mình nữa. Còn cái kiếm kia thì nó chỉ chém quái để nó gây đam thôi, mục đích chính của nó là clear quái thôi, chứ còn không phải dùng để tăng máu, tăng level hay là tăng tốc đánh cái thứ gì cả. Nó mà thêm có những cái tính chất đấy nữa thì kiếm nó bá quá. Thường thì anh em sẽ thấy những cái kiếm mà nó khỏe, những cái kiếm mà gây đam to ấy, thì nó sẽ có những cái kiểu là chỉ chơi kiểu là gây đam thôi, chứ nó sẽ không có những cái kiểu cộng như là cộng may mắn hay là cộng là đam hay là cộng cái gì gì đó, chắc chắn là không có rồi. Cái này thì roll này, 4 hút máu này, cái này roll này, 10% attack speed này, 9 máu này, cộng 7 giáp, 7 cái knockback và cộng 2 speed khi mà mình chịu sát thương, trừ 8 speed, lấy được
mình nếu như mình chịu sát thương thì mình sẽ hồi lại máu thôi. À nhầm, hồi lại tốc chạy. Cái này đam đốt này lấy ok này. Trụ công trình. Rồi hết material rồi, vào wave 10. Lấy được cái đầu sừng tê giác đấy thì mặc dù trừ đi một chút tốc độ, nhưng mà khi mà mình dính đam thì speed của mình nó lại được cộng lên. Nên là không lo về speed đâu. Mặc dù điểm bị trừ đi một ít nhưng mà không sao. Chỉ cần quái nó gây sát thương cho mình thôi là mình có thể chạy tung rời lại ngay ấy mà. Mà chưa kể nếu như mà mình lên level mình còn lấy cả tốc chạy vào nữa thì nó bù lại cho, thì cái tốc chạy coi như là không đáng kể luôn đấy. Trừ có 8 âm, có 8 tốc chạy thôi mà. Đâu phải nhằn nhò gì đâu. Khoảng âm 20 30 gì đấy thì lúc đấy mới sợ chứ. Nó đi vừa chậm vừa đù thì mới lo. $500 rồi này. Rồi ok đấy. Nói chung là cũng được. Không có lỗi lắm. Cộng 3 máu trừ 2 speed không lấy nhá. Cái này không lấy nốt nhá. Đây 12 speed này. Thoải mái chưa? Dương speed luôn. Cái này lấy 5 hồi máu này. Cái này roll xem nào. Chí mạng à. Thêm tí chí mạng là 17% chí mạng cũng được. Thêm 5 hồi máu, 3 hút máu, trừ 8% chí mạng. Vừa lấy chí mạng một tí xong, giờ lại trừ đây, trừ đi thôi cũng được. Cộng 5 lắc mỗi wave này. Gây đam khi mà giết được kill được quái này. Ngon phết. Đồ khá là thơm đấy. 385 đam được cơ. Mà chưa chí mạng chứ. Tỷ lệ chí mạng nó ít rồi. Có mười mấy phần trăm. 8 trừ là 19 trừ 8 là còn có 11% chí mạng. Mà đam vẫn như thế này là ok rồi. Đam này là thừa sức đánh elite rồi. Trông cũng ok đấy. Wave 11 level 34 vẫn lên được 2 level. Vẫn lên được level. Bình thường wave 11 này chỉ khoảng 12 đến 13 level, 14 level là cùng thôi. Đây vẫn tăng được lên đến tận 35 level, vẫn tăng được thêm 2 nữa kìa. Khá là kinh khủng bởi vì quá nhiều XP đã được cộng vào. Đây. Cái này lấy được. Tiếp tục thôi. Wave 12 có elite này. Không biết là elite mới cũ đây. Ô, con đầu rồng này nhìn mới thế nhở. Con đầu rồng này nhìn khá mới nha. Con đầu rồng này nhìn khá mới và nhìn cũng như kiểu là. Mà con này chơi cái con này kiểu skill của nó khá giống con tê giác nhở. Cái con elite tê giác ấy. Nó cũng kiểu lao xong bắt đầu là gây lao vào mình kiểu gây đam như thế. Chứ không kiểu mấy cái bẫy hay là những cái kiểu bắn tầm xa như là mấy con kia. Còn cái con elite này thì nó lại giống kiểu con tê giác kiểu có lao vào hơn. $225 dam, $424 dam, $450 dam. Vừa thấy có phát 800 hay sao nhỉ? Thật như vậy. Ừ, 864 thật ạ. Đam đâu nhiều thế. Rồi, $580. Cái này thêm một trụ máu cũng được. Cái này lại thêm đam với lại kinh nghiệm này. Thơm luôn, lấy luôn, sợ gì. 10% attack speed này. 12 máu nữa này. 112 máu. Cái này cộng speed quái, cộng số lượng quái, cộng năm ngắn, cộng 8 speed. Chơi luôn. Cái này thêm hút máu và thêm đam. Nhưng mà sẽ bị chịu một đam mỗi giây. Mình lại không muốn lấy bởi vì lấy nó cứ kêu cái tiếng mất máu, mình không thích lắm. Ok, wave 13. Mặc dù là cái bàn tay máu đấy kiểu cũng khá là ngon đấy. Bởi vì khi mà anh em chơi mà có hút máu ấy, thì cái đấy nó sẽ gây thêm cả đam cho nữa. Cộng thêm cả đam cho anh em nữa. Nếu mà chủ động chơi hút máu thì nên lấy cái đấy là hợp lý. Nếu như mà nó ra.
bởi vì tăng được đam và tăng được khả năng hút máu thì tội gì không lấy đúng không? Trăm mười ba máu này. Hai con này không có cái tính chất là tăng số lượng quái mà cảm giác quái nó vẫn ok phết nhở, kiểu dày cho phết, không thưa thớt thưa thớt. Thưa thớt nhất thì chắc là con Elite Warrior rồi, con chiến tranh giữa Elite ấy. Con đấy thì chắc chắn là kiểu tăng thêm 40% kinh nghiệm hơn này. Cái con đấy thì đúng kiểu là vắng tanh luôn ấy. Vắng tanh luôn, không có một cái không có một cái bóng quái nào có thể xuất hiện với cái con nhân vật đấy ấy. 1600 đam cái này. Hôm nay lấy thêm 4 giáp này. Ui 38 giáp rồi ạ. Nhiều giáp thế nhở. Cái này được này, cái này được này. Ok. Ui 14 này. Ô lại con rơi này. Ôi trận này tính ra nhiều con Elite nhìn lạ phết. Con này cũng là một trong những con Elite mới này, nhìn khá là đẹp này. Cái con vừa nãy, con ở quay mình vừa nãy ấy, thì là lần đầu tiên mình nhìn thấy con đấy đấy. Chứ còn trước từ cái đợt bản cập nhật ngày 23 tháng 6 ấy, bây giờ thì mình chưa gặp cái con vừa nãy đâu nhá. Cái con Elite Way vừa nãy ấy. Chứ không phải Way này nhá. Way này thì đợt cái con rơi thì mình nhìn thấy mấy lần rồi. Nhưng mình vẫn thấy con rơi nó vẽ đẹp nhất, nó thiết kế đẹp nhất. Thế mình lạ chứ. Còn cái con kiểu đầu rồng với lại con nhiều mắt và tay cầm dao găm chém ấy thì không đẹp lắm. Cái con chuồn chuồn hay là con ong ấy thì gì đấy. Không biết anh em gọi con Elite thì kiểu dạng gì, nhưng mà mình cứ nôm na trong đầu là cái con rơi là thiết kế đẹp nhất. Rồi, chuyển xong với 14. Vẫn được cộng máu cơ mà. Trừ đam kỹ sư cộng 10 đam nguyên tố cộng 20 lắc, tội gì không lấy. Cứ lấy thôi. 15 lắc nữa này, 105 lắc này. Bây giờ mà ra được cái nào mà có thể tăng được cái cái nào có thể lấy được nhiều đam may mắn ấy thì cũng kinh khủng đấy. Trừ 80 rain tăng thêm 12% attack speed. Cái này nếu như mà có nhiều rain lấy được. Còn nuclear kia thì thực ra là mình đang chơi cái vũ khí tầm ngắn ấy, mà lấy cái đấy thì nó lại bắn đam dài ấy. Mình cũng ngại mà không lấy, bởi vì chơi cái vũ khí kiểu nào thì chơi nguyên cái vũ khí kiểu đấy thôi, cứ pha thêm cái tầm dài tầm ngắn cái các thứ vào thì nó lại kiểu hơi hỗn độn ấy. Lúc thì mình bắn được ở lưa quá xa, lúc thì lại phải lao vào quái mà đỡ mà bắn mà đánh thì mới có thể có lưa quái được. Ôi gần 1000 đam rồi này. 1800 đam kìa, đam đâu to vậy, kinh khủng vậy, đam ác thật chứ. Nói chung là chơi mà không cần phải lên mức 1000 đam hay mấy nghìn đam đâu. Anh em chỉ cần giữ ở cái mức khoảng 500-600 nó cũng thừa sức giết Elite Boss rồi. Lên đến 1000 mới lại 1000 mấy, 2000, 3000. Thừa quá. Quái nó chả trâu lên cái mức đấy đâu mà. Bởi vì mỗi cái kiếm của anh em ấy đến nhưng mà gây được khoảng 500-600 sát thương. Mà anh em cầm đâu đấy 6 cái kiếm. Nếu như hên xui ra được cái đồ mà tăng được slot vũ khí lên nữa thì nó còn quá nhiều luôn ấy. Tiếp tục này. 20% attack speed nữa là cho lên 100. Đáng ra cái đấy phải là range chứ. Cái này sẽ bị âm 8 range nhưng mà tăng thêm một đống attack speed. Hợp lý, cái này tăng thêm một đống attack speed nữa này. Quá nhiều attack speed trong một trận đấu. Bao nhiêu? 264. Này chém lia lịa luôn. Vừa nãy có 100 attack speed thôi mà chém đã nhanh rồi, bây giờ 200 bao nhiêu thì nhanh nữa. Kéo giờ đứng im, bọn quái nó cũng không thể đến được với chỗ mình ấy. Không thể gây sát thương cho mình được ấy. Bởi vì cái tốc độ đánh của mình nó quá nhanh, nó cửa lia quái nó quá ổn rồi. Quái cứ vào đâu chết đấy, làm sao mà có thể dí mặt tới mình được. Đấy các bạn xem này. Cứ vào cách cái kiếm khoảng một chút thôi, trong tầm đánh của cái kiếm hay là cái dao thôi là nó vã cho bầm dập luôn. Nhưng mà mình vẫn phải đi nhặt material, nhặt để có tiền đầu tư cho quay sau. Chứ không thì quay sau mốc đấy, không có tí gì để mà mua đồ đâu.
cũng đông, cũng đông, nói chung là cũng đông. Đam cũng to và cách đánh cũng kinh khủng. Ok. Vẫn lên được 2 level bình thường à? Đỉnh nhỉ. Cái này vỏ này. Cái này à 430 rain này, bù cho cái rain vừa đấy nó âm cái 115 lắc 3 hồi máu. Cái này roll thêm 40 đồng mới đi xem ra cái gì. Ra thêm 15% attack speed nữa. Và cũng được. Không sao. Trừ 3 máu tăng thêm 10 đam kỹ sư 20% kinh nghiệm. Được. Quên 17 này. Loại nhanh quên 17 nào. 500 mười mấy đam, 991 đam này. Ui 1000 đam luôn ạ. Chí mạng lên phát được 1000 đam ạ. Ác thật chứ. Đam ghê đấy. Đam địch cao như thế này cơ mà. Quên 17 mà 1000 đam ấy, 1000 đam này thì boss chắc chắn là khóc rồi. Không đỡ nổi đâu boss ơi. Thôi, xong quên 17 đơn giản thôi mà. Nó gọi là hợp lý luôn. Quá đơn giản cho cặp đôi này. Ok, xong quên 17. Xong quên tiếp theo. Từ từ chọn đồ đã. Này không lấy, cái này không lấy, cái này không lấy. 8 đam ngắn à. Ồ, đam ngắn 114, chả cần. 9% chí mạng này. 4 hồi máu này. Rồi tiếp phát nữa là một con dao xanh này. Ôi từ nãy giờ chưa lên thêm được một con dao đỏ nào à. Đẳng cấp nhờ. Cái này lấy luôn. Dao tím thì cuỗm luôn. Tí nữa lên là có cái lên được dao đỏ đấy. À rồi elite cũ. Con elite này thì đánh phát một luôn. Khỏi cần bàn. 3 giây. Ủa mất 6 máu mỗi lần chạm quái. Nhưng không sao. Tầm này 6 máu không ăn thua gì. Khả năng hồi máu nhiều lắm. Hút máu nhiều lắm. Nhiều quả nữa. Xem là tí nữa cái hòm đỏ này cho mình cái gì đã. Cho cái ăn view. À ăn view toàn giáp giờ cũng không cần thiết lắm. Bởi vì quê sắp đến quê 20 rồi. Lấy cái ăn view giờ hơi muộn nếu như nó ra. Tăng thêm 20% kinh nghiệm à. Cũng được. Trừ 3 máu thoải mái. Cái này lấy được. Cái này lấy thêm 20 lắc cũng ok. Mình định lấy tốc chạy cơ nhưng mà tốc chạy nó của mình bị khóa rồi. 200 đam. Ok, ôn được đồng hồ luôn đi phía. Lóc lại tí lấy sau. Với 19. Ui 2000 đam này. Chí mạng lên được 2000 đam rồi đấy. Chí mạng ác ấy. 2000 đam đừng đùa nha. Mình 120 2100 đam kìa. Tí nữa đánh hai con boss chắc mấy giây mất. Đánh nhanh cực kỳ luôn, đảm bảo. Tốc độ đánh nhanh như thế này thì hai con boss làm sao đỡ nổi đây. Nghìn 190. Rồi xong quê 19 này. Và quê 20 làm tí nào. Cái này lấy được này. Cái này bỏ này. Cái này lấy 6 máu đi. 10 lắc. Này tốc chạy bị khóa rồi thôi. 15 lắc nữa. Ok. Lấy thêm từ nhá, bây giờ muốn lấy thêm một con đệ hay là một cái đầu hồ Nilufia. Nếu như mà lấy con đệ cũng được, cũng vui. Ok, thế thì bỏ khóa cái này đi, mình sẽ không mua cái Nilufia nữa. Bởi vì kết thúc sau này thì mình sẽ kết thúc luôn rồi. Thêm một con đệ đi cho nó vui. Còn vào quay tiếp theo luôn. Lấy thêm một cái xúc xích có thể gây đốt nữa. Nào, Elite này.
Enlist này, hai con này thì đây, để xem mà mình sẽ đánh cho nó trong bao lâu này. Quá nhanh luôn đấy. Này các anh em trông này. Đây còn một tí nữa thôi, mình chưa giết vội nhá. Chưa giết vội. Để đấy. Ô, mình có chọn đánh đánh Enlist đâu nhỉ? Mình không chọn đánh Enlist mà sao vẫn vào chế độ Enlist thế này. Đánh xong hai con boss rồi mà nó vẫn vào Enlist ạ. Lừa thế nhỉ? Lừa thật đấy. Lừa này là không ổn nha. Cứ tưởng là mình bỏ cái chế độ Enlist đi rồi thì nó phải không vào chế độ Enlist nữa chứ. Xong đánh hai con boss ở W20 xong là xong, chứ nó lại vào tiếp chế độ Enlist này thì hỏng rồi, dở rồi. Lỗi rồi. Rõ ràng là bỏ cái chế độ Enlist đi rồi. Mà hình như là không nhớ nó bỏ chưa chứ. Thôi, không sao, cũng kệ đi. Bỏ chưa hay chưa thì cũng xong W20 rồi. Khá là thơm. Thêm cái này thêm đam, cái này thêm kinh nghiệm nữa này. Cái này thêm đam nữa này. Thêm né tránh này. Đấy, W21 à? Thế thì làm nốt W21 đi. Làm nốt W21 rồi để xem như thế nào. Tiếp tục W21 này. W21 này thì sẽ có Elite. Không biết là Elite cũ hay mới đây. À, một con mới và một con cũ. Con cầm cái dao trắng trắng đây. Con này là sẽ là con mới này. Già phát chết luôn ạ. Ảo thật ấy. Quái giờ đúng như kiểu ra cái là chết ý. Cơ bản là mình có thêm đam may mắn nữa, mà đam may mắn nó cũng là mấy trăm đam rồi. Nên là cái việc mà gây đam với mình bây giờ nó là khá ok. Quá dễ để có thể gây đam. Đứng im chơi có khi còn né tránh được nữa chứ. Quá không làm gì được đâu. Tầm này thì đúng là chịu thật. Không đỡ nổi. Ok, anh em mình xong W21 này. Chắc là xong W21 thì mình sẽ xin phép anh em dừng video tại đây thôi. Bởi vì hai con nhân vật này mình thấy là cũng chơi theo kiểu này cũng khá là kinh khủng đấy. Nếu như mà anh em có thời gian chơi thì thử trải nghiệm hai con này kết hợp với nhau nhé anh em nhá. Ok, và mình sẽ dừng video tại đây. Nếu anh em thấy video hay hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh. Cũng như đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung kế tiếp mà anh em muốn xem nha. Bye bye mọi người, see you again later.